Ok, hello chào các bạn nha. Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn. Ok, chào mừng các bạn đến với channel Lindo Vlog của Sơn ở Châu Phi. Ok các bạn nha. Hôm nay lần đầu tiên Lindo vào tăng tái của anh Hùng. Đấy, là vào bản lần đầu tiên của anh Hùng nha mọi người ạ. Đấy, là thì bây giờ là gặp anh Hùng đấy rồi. Mà cái gì nhỉ? Không hiểu cái gì nữa. Là bây giờ là mình sẽ lại nói chuyện với anh Hùng. Mọi người không cắm nhá, giờ to lắm, mọi người không cắm. Mưa to rồi. Mưa to rồi, đúng rồi. Mưa ra đến nơi là mưa to, mà hôm nay làm món gì đây? Món bánh mì bát tê tiếp, hôm qua em làm bánh mì bát tê. Là hôm nay là em làm tiếp, bánh mì bát tê tiếp. Là để thử thách anh em làm tăng tay của anh nhá. Thử thách anh em ăn, để xem như thế nào. Không cần thử thách đâu, nấu là ăn luôn. Vâng, vâng. Sắp mưa đi vào đây. Boa tarde. Boa tarde. Mestre, boa tarde, boa tarde. Ya. Ya. Đấy, hôm qua là nấu cho anh em ở nhà ăn ngon là hôm nay là đấy, nói về mình là ấy, Lindo đi ra ngoài trang trại nấu cho các anh tổ trưởng tổ phó đấy là ăn. Đấy. Đúng rồi. Đấy, đấy là các anh tổ trưởng tổ phó là trông coi ở trang trại là làm ở đây. Dạ. Ya, meu nome é Lindo. Também trabalho mesmo junto com o chefe Kaká, mas eu estou trabalhando em outro sítio ainda. Hoje ainda vim visitar, também para mostrar a comida vietnamita, que eu também aprendi. Ok, vamos começar já na frigideira. Đấy, cũng là ra đến giờ này là mọi người là cũng là trời mưa chạy vào đây để nghỉ ngơi mọi người. Chứ bên này là mưa là sấm sét nhiều lắm. Đấy, cứ mùa mưa là sét chết bao nhiêu người. Hôm qua hôm kia là ở chợ đấy, là sét đánh trúng là hơn 20 người mà chết mất là 11 người, còn là hơn con mười mấy người là bị thương đang nằm ở bệnh viện không biết thế nào. Làm cả hết rồi đấy, tất cả làm nhà không đầy đủ rồi, hết rồi, là cả dây chốt làm tử ở nhà rồi. Dạ đấy, bà tê đây rồi. Mì bà tê tiếp mọi người ạ. Đấy. Hoje essa aqui, essa comida chama-se bánh mì bát tê. Pão que do vietnamita, comida do vietnamita chama-se bánh mì bát tê. Dạ, agora vamos ver. Ok, conforme vamos fazer já. Dạ. Giờ là làm cái gì được ấy, nướng bánh mì được à? Không, vâng. Đấy. Giờ rán bánh mì được ấy. Gưa chà, rau thơm rồi được đầy đủ ấy. Vâng, vâng, đúng rồi. Dạ. Rau thơm. Dạ. Manu, Manu ajuda só, abrir já o pão aí. Dạ. Để cho khô đã. Để cho chảo khô đã. Dạ. Đấy là Lindo về Việt Nam ăn bao nhiêu món, bây giờ sáng đấy là làm lại tất cả các món luôn gì? Đúng rồi. Dạ, ele foi já foi lá visitar lá nosso Vietnam. Sim. 3 meses. Sim. Comer bem tudo comida lá. Agora vem aqui vamos fazer tudo tipo lá para tudo comer. Sim. Sim. Olha, Vietnam muito bonito. Tem tudo, tem muita comida lá. Comida, muita comida. Nấu cho ngon giống Việt Nam ấy nha. Vâng, vâng. Chứ mà... Dạ. Pra dar sopão? Dạ, João, começa a dar sopão. Dạ. Dạ, chứ cảm ơn. Thêm tí rau nữa. Cái này có ít quá. Ít. Ít quá. Phải ít răng bay mi. Cần ít. Ít rau thôi. Đấy, răng bay mi cần ít đấy. Trạng cái chảo cho nó đều này. Mà nó mới tụi nó xong em ở kì. Ở kì. Dạ. Essa aqui ajuda a sua arrumar limpar lá dentro, já. Porque onde vamos meter pão. Dạ. Không cần nhiều rau đâu. À. Dạ. Cần nhiều dầu không? À, chỉ làm nóng bánh mì đúng không? Đúng rồi. Đấy. Cả cánh là... fogo parece muito, né? Lửa to nhiều quá, lửa to quá. Nhiều lửa quá. Dạ. Dạ. Món này thơm ấy. Thơm, thơm. Vâng. Sabe assim primeiro o que tá fazendo, né? Vamos copiar toda a gente, né? Hein? Đấy, đang lên đồ vừa dạ, làm vừa nói mọi người đi học cách mà làm. Dạ. Nhưng mà bữa sau mà mọi người mình chỉ có tiền mua bánh mì và tế đi mà ăn. Sau anh ta lương có chứ. À thì sau này dạ, bây giờ là lên đồ dạ. Hàng ngày phải vào đây nấu cho mọi người ăn đấy. Dạ. Đấy. Lên đồ cũng rất là chuyên nghiệp luôn này. Đúng rồi. Đấy. Là không cần nhiều rau đâu. À, ít thôi, ít rau ít thôi. Không ngay, đúng ngay đúng không? Béo quá đúng không? Thật. Đấy, để anh làm phù là tráng chảo. Đấy, cả anh là thấy mình nói chuyện Lindo đó. À, ok mình.
À? Ok. À, o pão, né? Eu conversei com ele, ele fala bem nossa língua. Começa assim direito. Sim. Tá vendo? Essa aqui é fácil de aprender, fácil. Não custa. Ou custa? Esse custa? Aprender vietnamita custa? À, ok. Thì nó mới dạy cho các anh nói bài từ Việt Nam nha. Dạ, dạ. Dạy cho Giáo. Được rồi, đây. Dạy cho Giáo với này. Dạ. Giáo có học không? Họ là Việt Nam không? Không hả? Nó học bên đây. À, không phải sao? Học gì luôn đi. Học gì luôn, học gì luôn. Dạ, học gì luôn. Aprender mà mùi ra mềm, tá bom? Ôi dạ. Các bạn không cầm nha. Như thế. Nóng quá. Nóng quá. Yo, pega também tampa, ya. Yeah? Abre fecha, abre fecha. Não passa que vento, vai ficar frio. Ixi, bánh mì à. Rán lên ba tê thế này ăn thì đúng là phải người mấy cái. Đúng rồi. Ăn không biết nó luôn. Mưa trời ngoài mưa sập đùng đùng mọi người ạ. Esse chama-se como é banh mi bate. Banh mi bate. Yeah, quando vai no Vietnam, você fala assim, quero banh mi bate, ele vai te dar esse mesmo que vamos fazer agora. Yeah. Tá vendo? Yeah. Cuia mesmo. Yeah. Mưa gió, mưa cùi, mưa cả. Đây, bây giờ là để tối bỏ. Cho chỉ cho dâu nóng đó. Dạ vâng. Dạ. Đây, đưa tỏi đây. Chà. Đấy, không lắm các bạn ơi. Chà. Đấy. Phí tỏi đấy đi, thơm tuyệt vời, thơm nức thịt bò nấu tỏi. Thơm quá. Cá xe đa bể đấy. Dạ, xe đa bể. Đấy, lính đồ làm cũng rất bài bản nên tỏi bấm việc nhỏ rất là ngon luôn. Thật. Chà, lính đồ như người Việt Nam thôi chứ nè. Dạ, thật. Dạ, em học nhiều môn lắm. À. Đấy. Củi ẩm ướt. Ai cho là sốp ở đây. Rồi, thơm rồi, cho vào lên đâu, cho vào dạ, đi. Dạ. Cho thịt vào. Đấy. Từ từ. Đấy. Ở nhà ướp mỗi mới chín cả đây không? Vâng, đúng rồi, cả rồi. Ừ. Đây đủ, cả rồi, xem thì đây đủ hết. Dạ. Thơm thật. Cùi hơi ướt là lửa không to lắm. Banh mi bát tê. Banh mi bát tê. Banh mi bát tê. Dạ. Con mẹ xa, con bát tê tu đủ nế. Ở bên này cái từ ba tê là từ đánh nhau đấy. Thật. Đấy, cả các anh đứng nói là ba tê là đánh nhau. Quỷ ớt, ớt. Quỷ ớt, quỷ ớt. Mưa ớt đâu quá. Sobra, sobra.
chà. Ê, chín rồi, chín rồi. Chín rồi. Ngon thơm rồi, chà. Chà xe đã bên. Chà có dèo, tu đủ vòng con mẹ nhá. Agora vamos. Ok, thơm cá, thơm quá, thơm quá. Đấy, đem lên bàn này bắt đầu là để làm ra. Dạ, tôi đưa vào một số mấy một bên. Xong rồi, bây giờ là lấy phát cho tất cả anh em ăn thử. Giao, 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 giao. Cổ linh đồ làm. Dạ, đây. Thơm lắm mọi người ạ. Thơm. Đấy, dây, dây, dây ăn. Dây lâu đây rồi. Thơm ơi. Dạ. Dây lâu cắt đôi ra, chia ra hai. Chia ra, chia ra. Chia đôi. Đấy. Đầy đủ hề. Dạ. Dưa chuột này. Lindo là bỏ bánh mì để làm múc thịt vào. Vâng. Đấy, để anh với anh Thanh làm cái này cho. Đấy, dạ, dạ. Bây giờ đấy. Vâng. Đấy. Đấy, đưa đồ anh cắt đi, anh cắt bánh mì thì em bỏ. Rau thơm riệc đầy đủ, thơm yeah. Ngon, tuyệt vời. Là manu pega chassi. Yes. Yo vengo aquí a ayudar. Ya, lindo. Divide con su guardanap. Rasga no medio. Cả cả anh tổ trưởng thổ phỏ là nhìn là thèm lắm rồi mọi người. Đấy, ngon tuyệt vời. Làm cho mỗi người bánh mì là mày 60 cái à? À 60 cái. Là mỗi anh là ăn ít nhất là 4 cái. Đấy, 4 cái thì đúng là nó căng bụng luôn mọi người. Thật. Lý đâu ăn thì là hỏng mà hết mấy cái? Là 5 cái. À, Lý đâu 5 cái à? 5 cái. Dạ. Thank you man. Man. Ok, vamos próxima vez un poco aquí. Ok, bánh cuya, mì bát tê. Dạ. Thơm ơi. Taki, taki. Oba. Ese tipo de comida aprendí en vietnamita. Đâu về Việt Nam kiếm được học được nhiều món này. Thằng về được đi ăn nhiều này. Được. Giờ sáng nay là cứ làm lại tất cả các món ở Việt Nam là được ăn thôi. Cái gì mà không có đủ nguyên vật liệu thì không làm được thôi. Thật. Đấy, còn như cái này là đủ là làm thoải mái. Như vậy ăn lá mở nhà hàng luôn, được trưởng luôn đấy. Đúng rồi đó, thật. Đúng rồi đó. Thật. Mở nhà hàng hôm nay là giàu, tỷ phú Lindo. Thật, dạ. Dạ. Tú đủ vòng xem ta ai nụ phô của giá vòng một con mè già nhá. Đấy, để mọi người ra ăn ở đấy là anh với Lindo tiếp tục làm cho mọi người cứ để ở ban này thôi. Vâng. Dạ. Tiếp tục làm thôi. Cái này là để trong trên lửa để cho nóng hề. Trong lửa gió này. Dạ. Đây, gió con mè này. Ê, chà. Ta làm cái ăn luôn anh Thánh ơi. À đây rồi. Lindo ăn chưa? Lindo có chưa? Có rồi, mời có rồi. À, ra mời mọi người đi hỏi mọi người ăn như thế nào kìa. Dạ. Đấy, khói có ngon không? Vâng, mời các anh ăn nha, mời các bạn ăn nha. Vâng, mời các mẹ tôi đã xem tựa prova ở phòng của mẹ kita. Ngon. 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 Sao thế? Chắc mà sẽ bay mi bạc tê. Dạ. Bua bê tê tê. Cái nhà cà bố. Chân mà ra, chân mà. Yeah. Ngon. Cà phê bà nế. Ngon tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Mưa giờ họ có cái bánh mì này ăn đi đúng là tuyệt vời luôn. Mời cả nhà ăn bánh mì nhá. Ngon.
Lindo dạy cho anh đi, ngon là quý à. Dạ. Peppa là tuyệt vời. Ngon, ngon là quý à nhá mọi người ạ. Là chắc Peppa là tuyệt vời. Ê. Quá tuyệt vời. Rồi dạy cho các anh ở đấy này. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ tuyệt vời, tuyệt vời. Chắc Peppa là ngon, ngon là quý à. Quý à em ngon. Angola, podemos falar ngon, así estamos falar cuya. No dialecto do português, quer dizer, no português, em português é cuya. Vietnam, ngon. Ya, cha pe pa, tuyệt vời. Ya. Thế có bao nhiêu cơm? Quay bị cam chị. Ai ăn hết rồi con. Anh mời em lại làm cho mọi người đi. Dạ dạ. Cái phát phát ra cái. Anh đang đi cái này. Làm thêm cho mọi người một cái nữa. Dạ. Dạ. Vamos fazer mais uma pessoa, um que é? Ok, lindo. Là đã làm cái mâm này là xong rồi. Đấy, thua thịt đây rồi, thua thịt đi thôi. Là ai muốn ăn phải lấy đã bê cái nha, con cái này để đây nóng thì đã ăn cái này. Bê cái ra cho mọi người ăn tiếp tục đi. Bê ra, bê cái, bê mì ra. Yeah, veio, veio, comida, veio mais, yeah. Yeah. Agora. Yeah, tira. Pode tirar cada uma pessoa cada Não, dois, tira já. Mỗi người hai cái ăn luôn đi, cho đào mồm. Đấy. Dois pães. Yeah, đấy. Sim. Ok. Ok. Mai về đi này. Chà, ok. Sim. Tâm vô là. Đấy. Ok. Yeah. Come so, come ya. Va a ficar repleto, ya. Bobby T. Ah, tira, bỏ đi tira. Anh này không ăn thịt, không ăn bánh mì luôn anh ạ. Mọi người ạ. Vì anh này bị ốm là không được ăn bánh mì, không được ăn thịt. Không phải bị ốm đâu. Mà anh này là kiểu từ nhỏ đến lớn là không ăn thịt. À thế à. Là kiêng chỉ ăn cá với trứng. Vâng. Không ăn được thịt đấy, bây giờ chỉ có bỏ là rau với dưa chuột vào thôi. Dạ, vâng. Đấy, không ăn mà bữa trưa đấy thì mọi người cứ ăn là ăn trứng thôi, nấu bột ngô rồi người thì ăn cá. Dạ. Có trứng đấy. Dạ. Còn thịt là không ăn. Dạ vâng. Đấy, con thiếu ai nữa? Anh ạ, con rau không? Rau dạ, ăn đi. Ừ, ăn đi. Ăn đồ rồi. Con mê. Ăn đồ rồi. Dạ. Dạ, cuối ăn đi. Cuối à. Dạ. Cái xe cũng bị đại Việt Nam ít tại sao mà đã bay mi bát tê. Yeah, 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 yeah. No tienen que cómo hablar nada. Hoy, ¿có algo y quién dijo? Ya, ¿qué te alguna cosa para hablar? Pero de hablar solo a voluntad. Ya, ¿quién quiere preguntar algo? Ah, gustó, ¿no? Ya. Yo estaba muy feliz con esa comida. Ajá. Y nunca probé ainda. Está bien. Hoy día lo voy a hacer el primer día. Sí. Ah, está bem. Está muito saboroso. Está cuia? Está fixe. Está bem, está bem. Ok. Mọi người thích nhiều lắm. Thích nhiều lắm. Cái bánh mì bát tê của Linh đều lắm nha mọi người. Thích nhiều lắm. Thích nhiều lắm. Ok. Để cho anh em ăn nha. Đấy, để cho. Dồn cả đồ. Giòn đâu thì là giòn. Thì dạ, là anh đưa đi quanh thăm trang trại anh một tí. Đấy. Dạ dạ. Dạ. Ok mọi người, hôm nay Liên Đô vào lần đầu tiên tất tài của anh Hùng. Xong rồi, cũng như là nấu làm bánh mì bát tê cho anh em ăn thử nha mọi người. Đấy, xong rồi. Ok, mọi người thấy video này hay thì nghĩ và đăng ký kênh Liên Đô Vlog của Sơn ở Châu Phi để ủng hộ hai anh em nha. Chào các bạn. Chào các bạn. Ya, yeah, después aquí 1500, 1500, 1500, todos mismos, para pagar dinero. ¿O sea, chero? ¿Han sacado ya para atrás, chero? Ya, porque yo solo falé primero, mas yo para vender pão. Entonces, si yo iba a falar primero, ustedes no iban a comprar. Entonces, primero ustedes comen, después pagan. Ya. Yeah. 1500, 1500, 1500. Ya. Ya. Ya, tú vas a comenzar a comprar aquí, ya. Aquí, 1500. Tú vas a comenzar a comprar ya, papá. Levanta. Cheto. ¿Cómo se levanta? No. Ya. ¿Qué te echa dinero mismo para pagar ya? ¿Vos te echas hoy? ¿Cuándo hoy?
coi dù tay sẽ phải cả cái giá phải sẽ phải cả discount của com giờ xin vô import ra giá tạm nhà mình nhớ cầu làm mà vô comprar mấy bằng thôi đến đến la không nói gì cả bây giờ anh không bắt trả tiền toang rồi toang rồi giá bạn này lên đâu đây hỏi bạn này hỏi bạn này có mình vay bạc mình sẽ tao coi gì nữa về cái chân nó bớt hỏi bạn này có tiền đâu tiền trả hay là để anh Tư agora já já troco quem pagar já tenho troco aqui para pagar já sim oi toang nói ấy giật mình lên đâu lừa đâu phải giật mình đấy lên đâu trốn cái là em mentira ya em mentira sou brincadeira nói là mọi người này chỉ đùa thôi em brincadeira ya lừa thôi em mentira ya hốt hoảng cả lên kênh quero mais aí tem bocado de pão ya quem quero aí ăn hết là quem quero buscar para buscar só quem acabar de comer para buscar só ya ya để cho mọi người ăn đây ok lên đâu là đi để anh đi ya chào mọi người nha ra đi cho gà ăn đi ya mano depois ainda vamos ainda visitar a fazenda do vosso trabalho que estão a fazer. Ainda olhei também.